Ngoại hạng Anh, Liverpool thua Chelsea, MU thắng ngược Sheffield. Kết quả bóng đá ngoại hạng Anh, Liverpool thua 0-2 trong trận derby với Everton, MU lội ngược dòng thắng Sheffield 4-2. Liverpool bước vào trận đi vùng Merseyside với áp lực phải thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã gục ngã trước chủ nhà Everton đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Everton nhập cuộc tự tin và mở tỷ số ở phút 27 nhờ công của Jared Greenwhite. Trung vệ này lên tham gia tấn công rồi dứt điểm thành bàn sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Trong thế bị dẫn trước, Liverpool quyết tâm đẩy cao đội hình nhưng không thể ghi bàn rồi tiếp tục thủng lưới ở phút 58. Dominic Calvert-Lewin bật cao đánh đầu trong pha phạt góc, đã định chiến thắng 2-0 cho Everton. Sau thất bại này, Liverpool vẫn đứng nhì bảng với 74 điểm sau 34 trận nhưng bị Arsenal nới rộng cách biệt với ngôi đầu lên 3 điểm. Thẻ cốp chỉ hơn Man City, xếp sau 1 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Everton củng cố vị trí thứ 16 khi đang có 33 điểm sau 34 trận và bỏ xa nhóm xuống hạng 8 điểm. Trên sân nhà Old Trafford, MU đã 2 lần bị Sheffield vượt lên dẫn trước ở phút 35 và 50. Dây đen Bogo mở tỷ số cho đội khách sau sai lầm của thủ môn Andre Onana và Ben Brereton nâng tỷ số lên 2-1 từ pha dứt điểm cận thành. Harry Maguire góp công lớn giúp MU 2 lần gỡ hòa. Trung vệ này đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 ở phút 42 và kiếm về quả phạt đền khi Bruno Fernandes-San bằng tỷ số 2-2 ở phút 61. MU hoàn tất màn lội ngược dòng khi liên tiếp ghi hai bàn trong 4 phút từ 81 đến 85. Bruno Fernandes lập siêu phẩm sút xa, sau đó kiến tạo cho Rasmus Højlund chọc thủng lưới Sheffield. Với chiến thắng 4-2 này, MU vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi có 53 điểm sau 33 trận. Sheffield tiếp tục đứng cuối bảng với 16 điểm sau 34 trận và kém vị trí an toàn tới 10 điểm. Kết quả các cặp đấu còn lại trong loạt trận ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng ngày 25 tháng 4, Newcastle thua 0-2 trên sân Crystal Palace và Bournemouth thắng 1-0 trước chủ nhà Wolves.